Để chung sống an toàn với dịch COVID-19, tiêm vaccine phòng dịch được xác định là một trong những biện pháp quan trọng, căn bản. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế và các địa phương đang tiếp tục tăng cường tổ chức tiêm vaccine cho người dân, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3. Thời điểm này, lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Bắc Giang rất phong phú cả về số lượng và chủng loại. Tỉnh đã cấp hơn 1 triệu liều vaccine. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung cao cho công tác giả soát đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đến ngày 12 tháng 1, toàn tỉnh đã tiêm được trên 3,1 triệu liều, trong số này có 1,4 triệu người tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,97%, hơn 1,3 triệu người tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 99,33%, và trên 340.000 người tiêm mũi 3. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế đang tích cực phối hợp với các huyện thành phố để nhanh tiến độ tiêm vaccine từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2022 sẽ ưu tiên tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, người có bệnh nền, công nhân, lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch và người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.